Bạn tân đang ra video mới này. Yeah. Ui giời, đúng là cái loại fan phong trào, mùi đầu chồng đấy. Không biết bà Tân video nào nhiều view nhất không mà nói. Ui giời, tưởng gì video nhiều view nhất của bà là video làm cá viên chiên khổng lồ, à siêu cay khổng lồ. Tưởng gì, cái món này mà anh thích anh biết rõ lắm. Video trà sữa mới là video nhiều view nhất anh ạ. Đã fan phong trào và thích thể hiện gốc. Bà Tân vlog cái gì? Bà ấy cao 1m1 nặng 32 cân nhá. Vào cái lúc mà 4 giờ 44 phút ngày hôm nay ấy, bà đã có 1.474.929 người đăng ký rồi. Mà bà ấy còn kênh có kênh thứ hai là bà Tân TV nhá, lập được 2 ngày là 275.830 người đăng ký rồi. Bà ấy không biết rồi. Hoang mang vãi cực. Cháu bà Tân vlog à? Người ta fan chân chính. Thế fan chân chính như làm cái gì khổng lồ đấy. Wow. Vậy một cái anh thèm ăn gì? What? Đây là xúc xích kiểu gì đấy? Anh thích sợi to khổng lồ gì? Sợi to khổng lồ. Đây đâu phải sợi to khổng lồ đâu. Cái tì xin bé tì không còn à? Thì người sao của vậy? Em còn nhìn thấy cái xúc xích còn siêu bé kia khoan hơn cái đây cơ. Yếu lại còn thích sư to khổng lồ. Em nói thế người ta tưởng anh yếu sinh lý à? Thế em tưởng anh yếu sinh lý thật. Nani? Các cháu thấy bà ngầu không?